chào các bạn. Đã bao giờ các bạn giúp đỡ người khác một việc gì chưa? Khi chúng mình giúp người khác, chúng mình đã nói và làm như thế nào để thể hiện sự nhiệt tình và sự chân thành? Nói như thế nào để mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình một hoạt động, đó là giúp dọn dẹp vụn thức ăn. Các bạn cùng thực hiện hoạt động này với cô nào. Chúng mình ơi, hôm nay cô phải chuẩn bị rất là nhiều bánh. Cô mời chúng mình cùng ăn nhé. Cô mời chị Pu. Cô mời bạn Diệu Anh. Cô mời bạn Nghe. Nghe ơi, cô Huệ nhìn thấy những mẩu bánh vụn rơi trên bàn chỗ Nghe ngồi đấy. Cô Huệ có thể giúp con nhặt chúng đi được không? Con ạ, con cảm ơn cô. Mẹ ơi, cô Huệ vừa giúp bạn Nghe dọn những vụn thức ăn trên bàn đấy. Đây là một cách rất văn minh và lịch thiệp. Sau này, chúng mình gặp ai làm rơi vụn thức ăn trên bàn giống như bạn Nghé, chúng mình hãy làm giống như cách cô Huệ đã giúp bạn Nghé dọn vụn thức ăn trên bàn nhé. Vâng ạ! Vậy là hôm nay chúng mình đã biết cách giúp đỡ người khác dọn dẹp vụn thức ăn một cách lịch thiệp rồi đấy. Giúp đỡ, chia sẻ là một việc làm rất tốt. Khi mình giúp người khác, mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và cũng chính là giúp mình đấy. Hoạt động hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.